Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry lịch sử thế giới. Adolf Hitler có lẽ là cái tên đứng đầu trong những nhân vật bị ám sát nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, Liên Xô, Anh và Hoa Kỳ không phải là những người duy nhất thực hiện điều này, mà ngay cả trong chính nội bộ nước Đức cũng có những con người muốn Hitler phải ra đi. Nếu ta coi đây là một cuộc đua, thì người Đức là kẻ gần chạm đến chiến thắng nhất trong việc ám sát Hitler. Không những vậy, đó còn là một trong những cuộc đảo chính được dàn dựng công phu nhất trong lịch sử. Cuộc đảo chính này có tên là Valkyrie. Hãy cùng Battlecry tìm hiểu về kế hoạch này qua video ngày hôm nay nhé. Gậy ông đập lưng ông. Năm 1933, Đảng Quốc xã lên nắm quyền tại Đức. Hitler chính thức bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn của nước Đức. Sau khi lên nắm quyền, ông ta và bộ sậu của mình đã biến nước Đức thành một trại lính khổng lồ với nền kinh tế ảo tưởng khi cho tịch thu tài sản và tàn sát hàng loạt người Do Thái trên lãnh thổ của mình. Không những vậy, lực lượng cảnh sát mật Gestapo được thành lập như những lưỡi dao bí mật, sẵn sàng trừ khử bất kỳ tổ chức nào hay kẻ nào có thái độ chống đối Hitler. Tất nhiên, trong Đảng Quốc xã, không phải kẻ nào cũng hài lòng và đứng về phe của Hitler. Ngay từ cuối những năm 1930, ngay trong lòng Đảng Quốc xã đã có những thành viên cao cấp mang tư tưởng đối lập với Hitler. Từ năm 1938, các nhóm âm mưu lật đổ chính phủ Đức Quốc xã đã hình thành bí mật trong hàng ngũ sĩ quan lục quân và tình báo của Đức. Những lãnh tụ âm mưu đầu tiên gồm có Hans Oster, thiếu tướng chỉ huy phó phòng tình báo quân sự, Ludwig Beck, cựu tổng tư lệnh lục quân, và Edwin von Willebrand, thống chế, cựu chỉ huy trưởng tập đoàn quân số 1 và tư lệnh tham mưu quân đội phía Tây. Nếu công việc ám sát và đảo chính được diễn ra ngay trong năm 1938, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với năm 1944. Nhưng những người đứng đầu của phe chống đối đã chần chừ trong việc chọn phương thức thực hiện. Lúc này, phe âm mưu đảo chính được chia ra làm hai trường phái. Một là ám sát Hitler, hai là bắt sống và đưa ra xử tử. Những sự tranh cãi này đã khiến cho thời gian vàng bị tuột mất. Năm 1938, uy tín của Hitler trong dân chúng đang xuống thấp. Việc bắt giữ là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng năm 1939 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, phát xít Đức phát động tấn công Ba Lan và sau đó là hợp tác với Liên Xô. Đến đầu tháng 10, toàn bộ đất nước Ba Lan đã bị Liên Xô và Đức xẻ thịt. Với sức mạnh khổng lồ hủy diệt Ba Lan trong vòng 1 tháng, uy tín của Hitler trong dân chúng đã lên cao chưa từng có. Đặc biệt là sau đó Đức Quốc xã đã chiếm đóng Pháp trong một thời gian nhanh chóng, lại càng củng cố hơn vị thế của Hitler. Do vậy, nhóm âm mưu đảo chính đã phải đình hoãn lại kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế thì không phải là Hitler không biết gì về việc có làn sóng chống đối lại mình trong bộ máy. Ông ta quả thực là một con cáo già khi đã tính trước đến nước có thể bị ám sát và bị đảo chính. Ông ta đã chuẩn bị cho mình hai thứ để đề phòng khi bị ám sát chết, để những kẻ về phe ông ta sẽ biết phải làm gì để kiểm soát lại chính phủ. Thứ nhất là Valkyrie, một bản kế hoạch khẩn cấp do Hitler xây dựng để bình định chính phủ phòng khi có biến. Kế hoạch này bao gồm các bước nhằm kiểm soát các cơ quan trọng yếu. Ông ta đã cài những mạng lưới tay chân thân tín nhất của mình vào các cơ quan này. Valkyrie chỉ được kích hoạt nếu không may ông ta chết, sẽ có tín hiệu phát đi mà những người đó sẽ tự biết phải làm gì. Thứ hai là một lực lượng quân đội có mặt ngay trong Berlin có tên là quân dự bị. Lực lượng này được thiết lập và bố trí một cách bí mật để kiểm soát toàn bộ cơ quan chính phủ khi ông ta bị ám sát chết, trước khi phe đảo chính có thể huy động được quân đội thân tín của họ vào để kiểm soát thành phố. Có thể thấy, tầm nhìn và sự chuẩn bị của Hitler là vô cùng công phu và chu đáo, chặt chẽ đến từng chi tiết. Tuy nhiên, cuộc sống giống như một trận bóng vậy, có những biến cố mà con người ta sẽ không thể lường trước được nó. Có lẽ lúc mà Hitler thoát chết thì ông ta cũng không thể ngờ được, người mà được ông ta tin tưởng nhất sẽ quay lại phản bội ông và sử dụng chính kế hoạch này để thực hiện một cuộc đảo chính. Một pha gậy ông đập lưng ông. Klaus von Stauffenberg, một nhân vật mà Hitler vô cùng tin tưởng, đã theo phe chống đối và sửa đổi lại kế hoạch Valkyrie và dùng nó để chống lại Hitler. Nói qua một chút về Stauffenberg, ông sinh năm 1907, xuất thân trong một gia đình quý tộc quyền quý nhất tại Nam Đức. Ông từng là người theo đuổi điên cuồng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tham gia vào hàng ngũ sĩ quan cao cấp của quân đội Đức Quốc xã. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì Hitler đã làm với người Do Thái và với nhân dân tại các nước chiếm đóng, Stauffenberg đã quay lưng lại với lý tưởng lúc trước và gia nhập vào hàng ngũ chống đối. Trước cuộc đảo chính, ông là người được quốc trưởng vô cùng tin tưởng cho nắm quyền chỉ huy lực lượng quân dự bị nhằm chống lại những kẻ âm mưu đảo chính. Stauffenberg thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hitler khi họp bàn kế hoạch với bộ chỉ huy. Không những vậy, Hitler còn từng có những phút giây tâm sự và nói chuyện thoải mái với Stauffenberg như những người bạn. Điều này đã giúp cho ông
có cơ hội dễ dàng để tiếp cận với Hitler mà không gặp phải sự nghi ngờ nào. Kế hoạch đảo chính. Stauffenberg với lực lượng trong tay cùng với phe chống đối đứng đầu là Hans Oster, thiếu tướng chỉ huy phó phòng tình báo quân sự và đại tá Henning von Tschechskau, một sĩ quan thuộc bộ chỉ huy của thống chế quân đội Đức Fedor von Bock, đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc đảo chính. Yếu tố thời gian để nắm quyền kiểm soát thủ đô, 2 tiếng đồng hồ đầu sẽ là gay cấn nhất. Trong khoảng thời gian này, quân đội phải chiếm đóng trung tâm phát sóng toàn quốc và 2 đài truyền thanh của thành phố, các trung tâm điện tín và điện thoại, phủ thủ tướng và tổng hành dinh của SS mật vụ. Phải bắt giữ bộ trưởng bộ tuyên truyền Joseph Goebbels, nhân vật quốc xã hàng đầu ít khi rời khỏi Berlin, cùng với những sĩ quan của SS. Cùng lúc, ngay sau khi hạ sát Hitler, phải cô lập tổng hành dinh Rastenburg, hòng ngăn chặn bất kỳ ai chiếm lấy và huy động cảnh sát hoặc quân đội tiếp tục ủng hộ chế độ quốc xã. Tướng cục trưởng thông tin Furzebel đóng bản doanh gần tổng hành dinh của Hitler được chỉ định thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ khi ấy, sau khi những nhiệm vụ kể trên đã được hoàn tất trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu tiên, mới đi truyền thông cáo qua sóng phát thanh, điện tín và điện thoại đến các chỉ huy lực lượng quân đội ở những thành phố khác, đến các tướng lĩnh chỉ huy mặt trận và vùng chiếm đóng, cho biết Hitler đã chết và một chính phủ mới chống quốc xã đã được thành lập ở Berlin. Cuộc đảo chính sẽ xong xuôi trong vòng 24 giờ và chính phủ mới sẽ được yên vị. Nếu không làm đúng kế hoạch như thế, những tướng lĩnh còn hoang mang có thể sẽ suy nghĩ lại. Hermann Göring, tư lệnh không quân, và Heinrich Himmler, lãnh tụ lực lượng SS, chỉ huy trưởng cảnh sát Đức, sẽ có thể huy động họ. Và nội chiến sẽ có thể xảy ra. Khi ấy, các mặt trận sẽ lung lay rồi sẽ không tránh khỏi sự hỗn loạn và sụp đổ. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào khả năng của nhóm âm mưu trong việc điều động lực lượng quân dự bị trong và xung quanh Berlin với tốc độ và năng lực ở mức cao nhất. Có một vấn đề gút mắc ở trong việc này, chỉ có tướng tư lệnh lực lượng dự bị Friedrich Fromm là người có thẩm quyền ra chỉ thị để triển khai phương án quắc cua. Trong trường hợp ông lưỡng lự vào thời điểm quyết định, người thay thế ông sẽ là tướng Erich Hoppner, vị chỉ huy thiết giáp tài ba đã bị Hitler cách chức sau trận đánh ở Moscow năm 1941 và bị cấm mặc quân phục. Stauffenberg và Tschechskau soạn chỉ thị sẵn cho các tư lệnh quân khu nắm lấy quyền điều hành trên địa phương của họ, dập tắt đám SS, bắt giữ các nhân vật quốc xã hàng đầu, chiếm lấy các trại tập trung, còn có thêm những bản tuyên cáo với những lời lẽ dứt khoát để vào thời điểm thích hợp được gửi đến quân đội, dân Đức và báo đài. Vài bản tuyên cáo mang tên Beck với cương vị tân tổng thống, một số bản khác mang tên thống chế tân tổng tham mưu trưởng quân lực Job Wilhelm von Wittleben và tân thủ tướng Kurt Wedderler. Những bản chỉ thị và tuyên cáo này được giấu trong két sắt của thủ tướng Olbricht. Thế là các kế hoạch đã sẵn sàng từ cuối năm 1943, nhưng trong nhiều tháng nhóm âm mưu không làm được gì nhiều. Đến tháng 6 năm 1944, họ thấy thời gian càng lúc càng cấp bách. Có một lý do, mật vụ đang càng ngày càng thu hẹp mảnh lưới. Những vụ bắt bớ người âm mưu đang tăng theo từng tuần và đã có nhiều người bị hành quyết. Nếu lúc này không hành động thì họ sẽ mất đi cơ hội vĩnh viễn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khoảng 6 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 1944, đại tá Stauffenberg cùng trung úy tùy tùng Werner von Hartten đi qua những tòa nhà đổ nát vì bom đạn ở Berlin để đến sân bay Rangsdorf. Trong chiếc cặp dày cộm là hồ sơ về những sư đoàn dự bị mà ông sẽ trình bày cho lãnh tụ tại hang sói ở Rastenburg, Đồng Phổ, ở giữa chúng là những quả bom đã được chuẩn bị. Một chiếc ô tô đưa hai người về hang sói, được xây dựng ở giữa một khu rừng rậm âm u, ẩm ướt ở Đồng Phổ. Kiến trúc được xây dựng với 3 vòng, mỗi vòng được bảo vệ bằng một bãi mìn, công sự bê tông ngầm, hàng rào dây điện và binh sĩ SS cuồng tín tuần tra cả ngày lẫn đêm. Nhìn từ bên ngoài, nó không khác nào cửa tử, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu muốn rời khỏi đây, chỉ có một con đường duy nhất, đó là dùng máy bay. Khi đến hang sói, ông nhận được tin cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 12:30, sớm hơn mọi khi gần một tiếng. Hitler đang muốn đẩy nhanh cuộc họp, điều này đã khiến thời gian chuẩn bị bom của ông trở nên gấp gáp hơn. Thêm một điều nữa, ngoài với dự đoán ban đầu, Stauffenberg đã hy vọng rằng cuộc họp sẽ diễn ra dưới bom ke bằng bê tông, giúp quả bom nổ mạnh hơn, nhưng nó lại diễn ra ở nhà quân sự phía trên. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao. Đã đến 12:30, Stauffenberg bước vào phòng họp với vali chứa bom. Với biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ, như mọi khi ông trình bày tình hình binh lính có thể động viên, tình hình quân đoàn. Sau đó thì ông đặt vali tài liệu ở gần chỗ ngồi của quốc trưởng. Hitler đã không nghi ngờ gì vì đó là việc thường ngày. Lúc này, tất cả các sĩ quan và Hitler đều đang tập trung vào bản đồ mặt trận phía đông. Không một ai để ý rằng Stauffenberg đã lẻn ra ngoài. Đến gần cuối cuộc họp, vào lúc 12:42, khi tất cả đang tổng kết cuộc họp, thì bùm,
Một tiếng nổ vang lên. Stauffenberg lúc này đứng cách đó khoảng 100 mét. Sau khi nhìn thấy khói bốc lên, ông ta nghĩ rằng Hitler chắc chắn đã quy tiền, liền gấp rút rời khỏi hang sói để quay trở về Berlin. Với biểu cảm trên tầm diễn viên của Hollywood, cùng với đó do quả bom được thiết kế với đường lượng nổ vừa đủ để không gây tiếng nổ quá lớn, ông dễ dàng qua mặt được lính gác để thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch. Máy bay đáp xuống Ransdorf lúc 3 giờ 45 chiều. Trong tinh thần phấn khởi, Stauffenberg chạy đến nơi đặt điện thoại ở sân bay để gọi cho tướng Obrich để biết chắc chắn họ đã làm những gì trong thời gian 3 tiếng đồng hồ qua. Ông cực kỳ lo lắng khi được biết không ai làm gì cả. Lý do là vì lúc 1 giờ, tức là chỉ 15 phút sau tiếng nổ, Fezebel gọi điện báo tin về vụ nổ, nhưng đường dây quá nhiễu nên nhóm âm mưu không rõ Hitler đã chết hay chưa. Vì thế, họ đã không có hành động nào cả. Cuối cùng, khi Stauffenberg đi đến, nhóm âm mưu mới khởi sự hành động. Từ sân bay Ransdorf, Stauffenberg gọi điện thúc giục Thủ tướng Olbrich không nên chờ cho đến khi ông ta đến tổng hành dinh. Phải mất 45 phút cho ông đi từ sân bay về, mà nên phát lệnh triển khai phương án Valkyrie ngay lập tức. Cuối cùng, nhóm âm mưu đã có người ra mệnh lệnh. Đại tá tham mưu trưởng Mark von Quinham dưới quyền Olbrich bắt đầu phát lệnh qua đường viễn ký và điện thoại. Lệnh đầu tiên báo động với binh sĩ ở Berlin và các vùng phụ cận. Lệnh thứ hai được Stauffenberg tiếp ký, thông báo lãnh tụ đã chết và Willebrand đang chuyển giao quyền hành pháp cho tư lệnh các quân khu trong nước và chỉ huy trưởng các đơn vị trên chiến trường. Mệnh lệnh tiếp theo đó là yêu cầu tướng Friedrich Fromm thực hiện kế hoạch. Giữa vị tướng này và phe đảo chính đã có một cuộc tranh cãi về việc chắc chắn quốc trưởng đã chết. Friedrich đã không chấp nhận kích hoạt kế hoạch, nhưng không quan trọng nữa, ông ta đã bị bắt giữ. Một cuộc giằng co diễn ra mà theo một nguồn tin, Fromm đánh trúng phải mặt Stauffenberg. Fromm bị khống chế nhanh chóng rồi bị quản thúc trong văn phòng người tùy viên của ông, dưới sự canh gác của thiếu tá von Leondorf. Nhóm âm mưu thận trọng cắt dây điện thoại trong phòng. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh đến chóng mặt. Đến hơn 4 giờ chiều, tức là chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu, nhóm đảo chính đã gần như kiểm soát được mọi thứ trong trật tự. Mục tiêu còn lại đó chính là việc bắt giữ Joseph Goebbels, bộ trưởng bộ truyền thông, cũng là cánh tay đắc lực của Hitler. Nhưng đây cũng chính là sai lầm lớn nhất của nhóm đảo chính. Lẽ ra họ phải làm điều này đầu tiên mới phải. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh vệ là thiếu tá Otto Demmer được cử đi bắt Goebbels, nhưng anh ta lại là người có niềm tin tuyệt đối vào quốc trưởng. Cái sai lầm của phe đảo chính là đã hành động quá muộn. Hitler vẫn chưa chết và đã nối máy lại với Goebbels đúng lúc mà Demmer đến. Một lần nữa, việc nhóm âm mưu đã không chiếm lấy trung tâm viễn thông ở Berlin, hoặc ít nhất là cắt các đường dây tạo thêm thảm họa. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi đã diễn ra khi Demmer nghe máy. Ai vậy? Anh không nhận ra giọng của tôi ư? Quốc trưởng, tôi đang nghe thưa ngài. Tôi muốn bắt sống bọn phản loạn. Sau khi cúp máy, Demmer đã chuyển phe ngay lập tức, ra lệnh cho tiểu đoàn của mình dừng ngay việc bắt người. Đối với Demmer, thế là đủ. Anh đã nhận lệnh từ cấp cao nhất và bây giờ sẽ tiến hành với lòng năng nổ mà tổng hành dinh nhóm nổi dậy không có. Anh rút tiểu đoàn cảnh vệ dưới quyền ra khỏi khu Wilhelmstrasse, chiếm giữ doanh trại Unter den Linden, cử binh sĩ đi tuần tiễu để ngăn chặn đội quân nào đó tiến về thủ đô. Còn anh tự mình đi tìm hang ổ của nhóm nổi dậy để bắt đám chủ mưu. Trong một thời gian, nhóm âm mưu không biết rằng Demmer đã thay đổi thái độ. Hiển nhiên là không một ai nắm bắt được những gì đang diễn ra. Khi biết được thì tất cả đã quá muộn. Lúc 6 giờ 30 chiều, một đài truyền thanh với công suất mạnh đến mức toàn châu Âu có thể bắt sóng được loan báo có âm mưu ám sát Hitler nhưng đã thất bại. Đấy là đòn nặng cho nhóm âm mưu và cũng là sự cảnh báo cho thấy các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ trong âm mưu đã không làm tròn nhiệm vụ. Trong khi chờ đợi Demmer đi đến, Goebbels đã có thể đọc qua điện thoại văn bản cho đài truyền thanh. Các tướng lĩnh chỉ huy ở Praha và Viên vừa lúc chuẩn bị bắt giữ các lãnh đạo SS và Đảng Quốc xã bắt đầu thối lui. Rồi lúc 8 giờ 20 tối, một chỉ thị gửi bằng máy viễn ký từ tổng hành dinh lãnh tụ đến tất cả các cấp chỉ huy quân đội. Báo tin Himmler đã được cử làm tư lệnh dân quân và chỉ được tuân theo lệnh của ông ấy hoặc của tôi. Mọi chỉ thị do Fromm, Willebrand, Hoppner đưa ra là không có hiệu lực. Bây giờ, bức màn kéo lên cho đến hồi cuộc. Khoảng 9 giờ tối, nhóm âm mưu tê tái nghe đài phát thanh loan báo lãnh tụ sẽ phát biểu với nhân dân Đức đêm hôm ấy. Tướng Von Haas, chỉ huy quân đội Berlin thuộc phe đảo chính đã bị bắt. Các toán lính SS và tiểu đoàn của Demmer bắt đầu tấn công vào sào huyệt của phe đảo chính. Chỉ 30 phút sau, mọi thứ cơ bản đã được dọn dẹp. Stauffenberg và 3 người khác còn sống bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình ngay sau đó. Cuộc đảo chính đã bị dập tắt hoàn toàn. Vậy thì có ai thắc mắc là tại sao Stauffenberg và phe đảo chính đã lên kế hoạch cả năm trời mà vẫn không thể giết được Hitler hay không? Câu trả lời nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó lại là sự thật. Có lẽ là do ý trời, theo những tài liệu sau này được quân đồng minh thu thập được.
khi Stauffenberg đặt vali và lẻn ra bên ngoài. Một vị tướng trong cuộc họp có tên là Brand. Ông này chăm chú nghe báo cáo, đến nỗi ông xê dịch đến gần để nhìn cho rõ hơn. Bị vướng chiếc cặp giày cộm của Stauffenberg, cố dùng một chân đẩy nó qua một bên, rồi cúi xuống dùng tay nhấc chiếc cặp lên, đặt xuống mặt ngoài của cái bệ gần đó. Vì thế, cái bệ đã trở thành vật che chắn giữa quả bom và Hitler. Động thái đơn giản của Brand có lẽ đã cứu sống Hitler, nhưng khiến cho Brand phải chết. Ông không hề biết rằng đấy là quả bom mà ông vô tình đẩy ra bên ngoài cái kệ, tránh ra xa khỏi Hitler. Vậy nên tôi mới nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hitler sau đó còn tuyên bố với Mussolini: tôi đang đứng kế cái bàn ở đây, quả bom phát nổ ngay phía trước chân tôi. Hiển nhiên là tôi không có việc gì. Chắc chắn đấy là định mệnh đã khiến cho tôi tiếp tục con đường của tôi và hoàn tất nghĩa vụ. Bây giờ đã thoát chết, tôi càng tin tưởng mạnh mẽ rằng sự nghiệp vĩ đại mà tôi phục vụ sẽ thoát qua những hiểm nguy hiện tại và mọi điều sẽ đi đến kết cục tốt đẹp. À thì ông ta nói cũng đúng, đến thần chết còn bỏ qua ông ta cơ mà. Nhưng rất tiếc Liên Xô theo chủ nghĩa vô thần nên chẳng có chúa nào cứu được sự nghiệp của Hitler. Sau khi cuộc đảo chính thất bại, lực lượng mật vụ Gestapo truy bắt gần 7.000 người. Nhiều sĩ quan quân đội bị kết án và bị tử hình. Hitler đồng thời ngầm giết hoặc bức tử nhiều tướng tá trong hàng ngũ quân đội của Đức. Theo báo cáo nội vụ hải quân tại hội nghị quốc trưởng thì có 4.980 người bị tử hình. Mặc dù ám sát bất thành, nhưng Stauffenberg trở thành người hùng trong lịch sử cận đại của Đức. Con đường tại Berlin, nơi Stauffenberg bị hành quyết, đã được đổi thành Stauffenbergstraße. Và sân bắn nơi Stauffenberg bị tử hình hiện đã trở thành địa điểm để tưởng nhớ ông.